xuất phát từ cái việc là tốt rồi tại sao lại không tốt nữa. Thứ hai là xuất phát từ cái việc là nhiều anh chị mình ở doanh nghiệp mình ấy, nếu xét ra phạm vi công ty vừa chẳng hạn, thì có thể nói là thực sự họ có nghề đấy, nghề kinh doanh đấy, nhưng bây giờ lại nó đến cái ngưỡng này, cho nên muốn phát triển cao lên. Cái thứ hai là cạnh tranh được rồi, nhưng mà muốn thượng phong, muốn nâng cạnh tranh lên thì thực tế nó đòi một cái chương trình nâng cao. Mà nâng cao thì nó đòi lặp lại toàn bộ 12 cái bài mà tôi vừa nói, là cái gì cũng phải nâng cao trên nền tảng đó. Nhưng mà thực tiễn nó diễn ra là nó có những cái điểm mà trọng số nó cao hơn, cộng với nguồn lực cá nhân, thời gian nó không đủ, mà hứa mà không làm thì gây quả. Cho nên bọn tôi làm chuyên nghiệp. Vậy thì 2020 thì phần số 2 tôi sẽ còn sẽ đẩy cái chương trình nâng cao trên cơ sở cái tổng cầu của người học đấy. Nhưng anh chị nào mà không học thì cũng mong là bảo không học, nhưng mà thực tế bọn tôi nắm được là cái áp lực rất lớn từ người học, thì bọn tôi định làm cái chương trình nâng cao, và chắc chắn bọn tôi sẽ làm và làm được và giúp được đúng nghĩa của chữ nâng cao, chứ không phải là từ truyền thống rồi dùng cái thuật ngữ là hiện đại cho nó quách, rồi là mở miệng ra là 4.0 với 5.0, không phải. Nâng cao ở đây đúng nghĩa của thuật ngữ đó, nó đánh sâu vào để phục vụ cho những cái công ty mà cái tầm gánh của nó lớn. Dân dã phong cách Lê Trọng Dương là như vậy. Nếu anh đạt được cái tối thiểu này thì bọn tôi gọi là có nghề kinh doanh từ không cho đến công ty nó to, và khả năng rủi ro nó xảy ra thì gần như là mình chịu đựng được, cùng lắm là về mặt đất chứ không thể âm được. Nhưng đấy là khả năng xấu nhất mà mình tính tới, cho nên là nó tạo ra một cái nền tảng công ty từ không hoặc công ty từ một cho đến 10 là tốt. Thì phần nâng cao của tôi sẽ thiết kế 4 cái mảng lớn sau đây. Phần số 1 diễn giải thì không cần diễn giải nữa, nó là huyền tử rồi, nó là quyết định rồi. Thì phần số 1 là phần chiến lược, mà trong chiến lược thì chúng ta có nền tảng rồi. Nhưng mà chiến lược thì nó có chiến lược phát triển, sau đó nó có chiến lược hoạt động. Thì trong một năm phải làm hai chiến lược đó. Chiến lược hoạt động là tạo ra lợi nhuận, chiến lược phát triển là tạo ra nền tảng. Nếu nhìn ở thành phần, hầu hạ cho hai cái chiến lược đó thì thành phần nó lại có chiến lược cạnh tranh, chiến lược nhân sự, chiến lược tài chính để hầu hạ cho hai cái nhóm chiến lược là chiến lược hoạt động và chiến lược phát triển. Tiếp theo là chiến lược marketing, bên này là chiến lược rủi ro, bên này là chiến lược sản phẩm. Thế đấy. Và từ trong tư duy chiến lược ấy thì bọn tôi đặt vấn đề từng bài một. Chiến lược cạnh tranh một bài để hầu hạ cho chiến lược nâng cao của cái chiến lược phát triển và hoạt động, chiến lược nhận sự một bài, chiến lược marketing một bài, chiến lược sản phẩm một bài, chiến lược rủi ro tách ra một bài, chiến lược tài chính một bài. Và chung lên các bài đó thì ở cái phần nâng cao tôi phải chọn cái phần chiến lược cái này để đưa ra một cái thẻ điểm cân bằng. Bởi vì nếu anh phát triển cái chiến lược này mà nó mạnh, mạnh về marketing mà lại không cân với sản phẩm, mạnh về sản phẩm marketing mà nó lại không cân với nguồn lực,
hoặc là mạnh cả ba mặt mà lại không cần đến tài chính thì mình thua. Thành ra là bài tiếp theo của cái chiến lược đó thì tổng thể chiến lược thành phần ấy thì nó ra thẻ điểm cân bằng. Và cuối cùng sau khi mình có từng chiến lược thì mình tạo ra một cái bàn đạp phối hợp đẩy cái bánh đà của công ty nó đi, thì đó là kết thúc cái bài nâng cao với ngần ấy bài. Thì bài kết thúc đó là tôi lặp lại một cái tiêu đề mà tôi thấy không thể thành thế được, đó là từ tốt, tốt rồi cho đến tốt hơn, đó là tốt đến vĩ đại. Cái cụm thứ hai mà bọn tôi nâng cao mà có thể nói là phiếu nhận về nhiều nhất hiện nay cuối cùng vẫn là nhân sự. Không có nhân sự, bây giờ có nhân sự, không có luôn ấy. Mà có nhân sự thì lại thiếu nhân sự có tài. Tôi thấy là tài thế nào thì tính sau. Bây giờ thứ ba là không có là chạy là không có. Bây giờ có rồi thì nó lại mất cân đối. Bên này là lao động phổ thông quá nhiều, mà bên này lao động phức tạp thì ít. Bên này lao động quản lý rất nhiều do đào tạo lệch của xã hội. Bên này lao động kỹ thuật thì lại không nhiều. Đấy lại là vấn đề. Thì bây giờ có rồi thì quản lý người ta thế nào thì học rồi. Nhưng thực ra nó lại có những nhân vật đặc biệt. Thì bây giờ quản trị cái anh đặc biệt thế nào, cái kỹ thuật tạo áp lực cho người ta thế nào. Thì cái phần nâng cao để giải quyết những vấn đề đó thì bọn tôi ngoài cái chiến lược nhân sự ở phần chiến lược rồi thì nâng cao cũng chiến lược, chúng tôi có những cái bài như thế này này. Thứ nhất là quản trị người tài, linh hồn nguồn nguyên khí của quốc gia và nguyên khí của doanh nghiệp là ở cái anh này. Nhưng mà quản trị thế nào chứ? Quản trị là không cho người ta đi, quản trị là bóc lột thời gian nhiều nhất, hay là quản trị bằng cách là họ đi nhưng đừng phá mình, nó nhiều khái niệm lắm. Và làm thế nào để giữ họ thì đấy là bài một cho cái cụm nâng cao quản trị người tài. Thứ hai là cả người tài lẫn người không tài thì bố trí nhân sự vào cái phần việc nào thì ai cũng nói là bố trí cho phù hợp. Thế thì cái bài hai của tôi là bố trí nhân sự và đánh giá nhân viên sau khi đã bố trí ở một cuối kỳ làm việc nào đó, để từ đó mình thấy được nguồn lực, từ đó trả lương cho đúng, từ đó động viên cho đúng, từ đó mở lớp đào tạo cho đúng. Thế đấy là bài hai. Và bài ba chuyên sâu ở phần nhân sự ấy, đó chính là cái kỹ năng động viên nhân viên. Nó nhiều cái chuyên sâu như nhân sự lắm, nhưng mà tôi chọn cái đó. Hay nhìn vào hàng so thì thấy cái kỹ năng động viên nó tạo ra một nghệ thuật đắc nhân tâm ở đây với bảy thủ đoạn động viên rất cụ thể. Và cuối cùng ở trong nhân sự thì bọn tôi muốn chọn một cái vấn đề rất là căng thẳng hiện nay, đó là kỹ năng lựa chọn đối tác ở trong kinh doanh, lựa chọn đối tác nội bộ và lựa chọn đối tác ở ngoại bộ. Ai bán chị, ai mua chị ở trong nhân sự, ai được ủy quyền, ai phải chỉ dẫn, ai được tham dự, đều là lựa chọn đối tác kinh doanh. Thì đấy là cụm hai được thực hiện bởi bốn cái chuyên đề đó. Chưa kể phát sinh, nếu mà thị trường phát sinh nguồn lực của tôi mà còn thì bọn tôi sẽ làm 5-6, nhưng chắc chắn bốn cái đó ở cụm hai bọn tôi sẽ làm. Bây giờ đến cụm chuyên sâu thứ ba, đặc biệt là những doanh nghiệp mà vừa mới lớn mà tôi nhận được nhiều lắm, làm cấp lực và thích thú với hơn này nè, đó là cụm về tài chính. Thế thì tài chính ở phần nguyên lý chúng ta học rồi, nhưng mà nâng cao nó lên, đó là bọn tôi tách riêng ra đọc báo cáo tài chính. Vấn đề để thuộc lòng nó tôi nghĩ là chỉ mất đầu khoảng nói quá lên 15 phút, nhưng để hiểu nó
thì có lẽ 15 năm đấy không đơn giản. Cho nên bọn tôi xây đọc báo cáo tài chính với ba cái báo cáo thật nhuyễn, không phải để mình làm mà để hiểu nó, để ra lệnh cho nó, vì mình là chủ doanh nghiệp, để ký nhận nó, nếu không là đi tù hết. Đấy là giọng lưỡi mà tôi hay nói. Bài thứ hai về tài chính chuyên sâu đó là điều hành các cân đối lớn về tài chính trong một doanh nghiệp. Thế này. Và tiếp theo là bài số 3, nó là những cái điểm chết khi anh không cân đối. Của cải tổng số rất nhiều, nhưng vì không cân đối cho nên là nó bể luôn, nó lật nhào luôn. Và bài số 3 đó là quản trị thanh khoản. Nói nôm na là quản trị công an. Bài số 5 chuyên sâu đó là quản trị nguồn vốn. Với một cái nguồn vốn chủ động, với nguồn vốn chủ động rồi nhưng chi phí vốn ít nhất có thể, đó là cái mình phải làm, mà đều nằm ở cái anh điều hành hết cả. Tiếp theo đó là công ty mình có một chức năng tài chính là phải giữ được giá cổ phiếu. Cái thứ hai là trong hoạt động kinh doanh là mình phải đưa vốn sang người khác trong đầu tư dài hạn. Vậy thì có hai chức năng đó. Vậy thì cái bài nâng cao tiếp theo đó là phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán để giữ được cái giá của mình và cầm tiền đối tác và ném vốn trong hoạt động đầu tư của một doanh nghiệp với một công ty khác. Thì đấy là ý nghĩa của bài số 5. Và cuối cùng thì ở cái chương trình tài chính nâng cao có hai lĩnh vực đặc biệt mà, thì bọn tôi đẩy cái phân tích cơ bản trong đầu tư bất động sản. Chứ còn đầu tư bất động sản mà nhìn trên nền tảng, nhìn trên nền tảng của một cái dự báo dựa trên số liệu mà không có cơ sở thì đấy không phải là cơ bản. Linh hồn của một cái giá cổ phiếu ấy, nó nằm ở sức mạnh vĩ mô, sức mạnh của ngành, sức mạnh của chính doanh nghiệp đó, chứ đâu cũng phải là chỉ có một doanh nghiệp. Thì sức mạnh của một cái bất động sản nó cũng vậy thôi, nó không nằm trên nền tảng của một cái yếu tố mà nó nằm cái hàng đa biến. Như vậy ở phần nâng cao về tài chính mà tôi đẩy là tổng cộng 6 cái chuyên đề: đọc báo cáo tài chính, cân đối tài chính, quản trị thanh khoản, quản trị nguồn vốn và phân tích cơ bản trong chứng khoán và phân tích cơ bản ở trong bất động sản. Và phần cơ bản là phần chuyên sâu thứ ba, đó là cái mà nó nằm ở trong cái kinh doanh hiện đại, không có cái này là về không hết, đó là hoạt động marketing, không còn nghi ngờ gì nữa cả thực tiễn và thực hành. Thế thì phần marketing cũng học rồi, nhưng mà nâng cao nó thì bọn tôi đẩy cái phần nâng cao ở ba cái trục chính. Tất nhiên là mọi cái đều có cơ sở luận cả nó. Một đó là hướng tới khách hàng, hướng tới sản phẩm hay hướng tới gì tôi không biết, mà ai cũng nói, nhưng bây giờ không còn nguyên tắc mà khác. Đó là bên trong là phải thực thi, còn khi ra khỏi công ty là phải hướng tới khách hàng chứ không phải hướng tới sản phẩm. Mà muốn hướng tới khách hàng, tôi là lãnh đạo tôi hướng rồi, nhưng mà cái người quan trọng nhất là lính tôi phải hướng. Thì cái bài nâng cao đó là xây dựng công ty đam mê khách hàng, hay gọi là văn hóa đam mê khách hàng, hướng tới trở thành đam mê, chứ không phải chỉ hướng tới là từ cổ họng trở ra, mà phải hướng tới từ quả tim trở ra. Thì đấy là cái nâng cao số 1. Cái thứ hai là bán hàng học rồi, marketing học rồi, nhưng mà làm tất cả khi người ta hưng phấn rồi xuống tiền thì đấy lại là cái khâu hỏng nhiều nhất. Thì bài hai mà tôi muốn là trong marketing mà tôi đẩy cái bài đó là kỹ năng chốt sale lại,
chỉ một giọt nước nữa thôi mà cô cũng hỏng hết cả quý chị. Và bài số 3 đó là nhìn tổng thể bán hàng, sản phẩm, kênh phân phối, bên này là giá, nhưng mà không hiểu sao thực hiện hết quy trình mà doanh số nó biểu hiện của cạnh tranh, biểu hiện của kết quả, biểu hiện tài năng mà doanh số nó không tăng. Vậy thì cái gì có thể kết hợp trong cái hàm số này để cho doanh số nó tăng? Thì bài 3 tôi lấy một chuyên đề, đó là đột phá doanh số. Ba chuyên đề nâng cao trong cái nhóm marketing. Và nhóm 4 là cái nhóm tăng sức cạnh tranh. Thì tăng sức cạnh tranh của tôi làm mấy cái bài thế này. Một là thương hiệu cá nhân. Thì ở trong nền tảng chúng ta đã học thương hiệu doanh nghiệp rồi. Phần 2 đó là cạnh tranh, huấn luyện và đào tạo, một cái cực kỳ quan trọng. Hãy huấn luyện đừng quản lý. Bao giờ thì bạn hiểu được, càng quản lý càng chết. Hãy để người ta tự làm. Vậy thì người ta phải nhận thức được, đôi khi người ta phản ứng không phải vì người ta chống đối, mà vì người ta không hiểu. Cho nên hãy huấn luyện đừng quản lý. Cho nên bài số 2 nâng cao trong tăng cường sức cạnh tranh, thì ngoài cái việc xây thương hiệu cá nhân của tôi, thì khi tôi bán sản phẩm bằng nhau với người khác, người ta sẽ mua của tôi. Và thứ hai đó là chương trình huấn luyện đào tạo nhân viên để tăng cái nội lực của họ lên, thì lúc đó giảm quản lý mà công việc thì trôi. Đấy, đấy, đấy. Và chương trình cạnh tranh thứ ba bọn tôi thấy nó khiếm khuyết đấy, đó là chăm sóc khách hàng. Chú ý, khách hàng là đầu vào, người tài, chính quyền, công an, luật pháp, cơ quan nội chính. Khách hàng là nhân viên của mình, khách hàng là người mua hàng. Chăm sóc cả ba cái nhóm đó, cho nên gọi là nâng cao, chứ không phải chỉ có chạm keo mua hàng. Và cuối cùng đó là các cái mô hình tổ chức của doanh nghiệp. Ở phần cơ bản chúng ta học mô hình kinh doanh. Ở đây bọn tôi đặt vấn đề là mô hình tổ chức để làm sao mà triển khai được mô hình kinh doanh. Mô hình đơn giản, mô hình trực tuyến, mô hình trực tuyến chức năng, mô hình ma chặt, ví dụ như vậy. Và nếu anh ghép vào mà không hài lòng hoặc là không phù hợp thì anh đuổi. Thì đây là bốn cái cụm chương trình nâng cao, với cụm 1 là chiến lược 6 bài, với cụm 2 là nhân sự 4 bài, với cụm 3 là tài chính của tôi để 6 bài, và cụm cuối cùng cụm thứ tư về marketing là 3 bài, và cụm cuối cùng là bọn tôi để 4 bài. Đây là cụm về nâng cái năng lực cạnh tranh, hay người ta còn gọi một cái nền tảng kiến thức này, người ta gọi là cụm hạ tầng. Thì đấy là cái phần chương trình 2 của 2020. Trường Doanh Nhân PR Future.